chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn tới với kênh của Hiền Vi nhé. Hôm nay Hiền sẽ tiếp tục quay một cái video để cậu con em này về nhé các bác. Máy đang cậu hàng về các bác. Xe cậu đang cậu máy về bên Hiền. Thì xưởng đang lấy thêm mấy cái máy nữa. Anh em nào mà có cùng chuyên ngành nghề á, hoặc là anh em nào muốn mua các sản phẩm thì bên Hiền có xỉ và lẻ số lượng nhiều hàng bãi của Nhật nhé. Hàng bãi của Nhật, hàng Trung Quốc rất là ít nhưng mà hàng bãi của Nhật là đa số. Anh em nào muốn lấy số lượng nhiều hay lấy nguyên tủ thì anh em cũng có thể tới và bên Hiền có thể đặt cung cấp cho anh em nhé. Hàng thì rất là ok. Đấy các bác, ở trong nghề cơ khí chế tạo thì các bác có biết là cái máy này máy gì không ạ? Thì có lẽ như là em sẽ không cần giới thiệu nhiều về những cho những cái bác mà đã rành về ngành cơ khí chế tạo đúng không? Thì hôm nay bên em sẽ cẩu con em này về để tiếp tục vào những cái công việc phục vụ công việc cho bên em. Thì bên em là nhận luôn cả những cái phay tiền CNC tất cả tất cho các bác, giống như em đã giới thiệu về những video trước cho các bác ấy. Thì các bác chỉ cần một cái mặt hàng nào đó, các bác đưa cái số lượng là thứ nhất. Thứ hai là các bác đưa bản vẽ đến. Thì bên em sẽ làm cho các bác luôn. Thì bên em sẽ có thợ làm cho các bác từ A đến Z luôn nha. Các bác chỉ cần tới và làm việc bên cơ khí quý thị bên em thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác về những cái giá cả thị trường là thứ nhất. Thứ hai nữa là những cái thợ tay nghề ở trong trường dạy nghề đi ra làm các bác, chứ không phải là những cái nhà ta học ở trong đấy đi ra đâu nha. Phải làm ở trong đấy thì bên em ra rồi làm bên xưởng. Cơ khí quý thị xin kính chào tất cả các bà con cô bác xa gần. Xin chào toàn thể anh em cùng ngành cơ khí nha. Hôm nay cơ khí quý thịnh cậu con em này về để phục vụ cho công việc nha anh em. Anh em nào cần thì quý thịnh sẽ sẵn sàng sang lại cho anh em luôn. Bên em sẽ sang lại các bác, nếu các bác cần những cái mặt hàng mà hàng bãi Nhật như máy bên em đang cậu về thì bên em sẽ sang lại cho các bác nha. Hàng máy hoạt động rất là ngon. Địa chỉ là đường DT743 Di An, Bình Dương nha các bác. Thì bên em có nguyên một cái nhãn hiệu, bảng hiệu to đấy, nằm ở bên trên thì các bác đi từ xa các bác đã nhìn thấy rồi. Cửa hàng này cửa hàng của bên nhà Hiền Vi luôn nha, cho nên các bác thấy giọng nói Hiền Vi ở trong video cũng là không phải là ngạc nhiên lắm. Hiện tại thì khách hàng đang ngồi để máy móc rất là nhiều. Anh em trong xưởng thì đang tập trung cẩu máy về, cái máy đó cũng phải mấy tấn đâu đó. Em sẽ bao quát xung quanh cái máy cho các bác coi nhé. Xe cẩu người ta đi rồi.
ở bên kia nó sẽ có luôn cả một cái màn hình ở trên lập trình ở trên đấy luôn các bác. Máy này thì anh em nào cần thì bên em cũng sẽ kiếm hỗ trợ để cho anh em. Thì anh em trong nghề thì nhiều người người ta cần những cái số vốn không phải là lớn quá thì anh em có thể sử dụng một cái máy này được. Biển bên em là dùng củ cơ khí phay bào tiện, hàng Nhật bãi, 100% hàng Nhật bãi các bác nhé. Địa chỉ là quốc lộ 9 số 20, đường DT743, khu phố Thống Nhất 2, phường Di An, Bình Dương. Số điện thoại Zalo và Facebook bên em đều để ở trên cái bảng hiệu luôn các bác nha. Cái bảng hiệu của bên em rất là to luôn, do em thấp á, người em thấp cho nên là em đứng em quay không có chuẩn xác thôi. Nhưng mà nếu mà các bác mà đi từ xa thì các bác là nhìn thấy rồi. Nó nằm ở bên, một bên là của đất quân đội, quân đoàn 4 á. Thì các bác chỉ cần đi vào cái đường mà khu di tích Tống Thần, các bác đi ra đường DT743 là nhìn thấy rồi các bác. Một khi hàng về, hàng bãi Nhật về là anh em trong công xưởng sẽ phải tập trung lại và kiểm tra máy móc đó. Đấy, mở cắm điện cho cái này nó rung. Đây là cái máy rung các bác, bên em mới lấy cái máy rung về mà em nhìn thấy đá đẹp quá. Ui, đá này mà bán chắc là được giá nhỉ. Đá này cho nó muôn màu muôn vẻ đấy nhỉ các bác. Ui, có mấy viên đá rất là đẹp nhá. Này. Ôi, hàng bãi, hàng mới về các bác, hàng mới về mà em nhìn thấy có viên đá rất đẹp, chắc là em phải bỏ mấy viên này vào trong bể cá. Cái máy rung này bác, bỏ đồ vào là nó sẽ rung sạch 3 giờ luôn các bác. Hàng cơ khí thừa thừa thì nó có nhiều cái rất là hay. Nước này. Đá đẹp quá. Em kết mấy viên đá thôi các bác. Các bác thấy tay con gái mà khi nào cũng giàu nhớ thế này các bác nghĩ sao? Người ta bảo đi ra không đánh giá được con người đúng không bác? Nhiều khi nhìn cái hình ảo rất là đẹp nhưng mà về công việc thì có vẻ là rất là khó khăn và vất vả. Cái này là máy rung nha bác nha. Máy rung này sử dụng bằng đá, nó phải sử dụng bằng đá, cắm điện vào nó sẽ rung. Và hàng hóa lên trên này nó sẽ trả hết 3 giờ nhá. Đá sẽ dùng hết 3 giờ luôn. Đá đẹp quá. Đá rất là chuẩn. Video của Hiền cũng xin kết thúc tại đây nha các bác. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại và Facebook Hiền có để trên cái video nhé. Bây giờ thì Hiền xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.